Dù Blackpink đã đem đến màn trình diễn đầy đáng nhớ nhưng vẫn có một điều khiến nhóm bị mất điểm trong mắt khán giả. Hôm 11 tháng 2, giờ địa phương, Blackpink chính thức ra mắt khán giả Mỹ với màn trình diễn Deduju trên show truyền hình The Late Show with Stephen Colbert. Tại sân khấu đầu tiên của nhóm ở xứ sở cờ hoa, bốn cô gái đã thể hiện rất tốt, thần thái cùng phong cách biểu diễn của Blackpink nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhờ đó, nhóm nhanh chóng lọt top trên toàn thế giới với màn trình diễn đầy xuất sắc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một vấn đề khiến người hâm mộ của nhóm không hài lòng, đó là trang phục. Blackpink lọt top trên toàn thế giới ở vị trí thứ nhất với màn xuất hiện trên The Late Show with Stephen Colbert. Blackpink biểu diễn trên The Late Show with Stephen Colbert. Tự động phát sau 3 cơ rần tam 0 giờ, duration 4 giờ 2 auto 360p 240p 144 pao tốt Dujude Duju Blackpink The Late Show with Stephen Colbert 0 giờ 4 phút 2 giây Dujude Duju Blackpink The Late Show with Stephen Colbert khi màn trình diễn của Blackpink tại The Late Show with Stephen Colbert được đăng tải. Ở phần bình luận, rất đông cư dân mạng đã chỉ trích stylist của nhóm vì chuẩn bị trang phục quá xấu. Đặc biệt, đây lại còn là sân khấu debut của Blackpink tại Mỹ, nên làn sóng la ó dành cho đội ngũ của girl group 4 thành viên còn lớn hơn. Tôi xin lỗi nhưng mà họ cần một stylist giỏi hơn, họ phải đuổi cả cái team của stylist đi, cả người làm tóc luôn. Coi họ cho Lisa với Rose mặc gì kìa, thần thái xuất sắc nhưng họ đang mặc cái gì thế kia, trời ơi, tôi mà là stylist của nhóm thì tôi còn làm tốt hơn gấp trăm lần, quần áo của Rose với Jennie là kiểu gì thế kia, bộ không làm tốt hơn được hả, v, được biết vì Blackpink chỉ là khách mời biểu diễn trên The Late Show with Stephen Colbert nên nhóm không có thêm phần phỏng vấn cùng chủ sĩ. Điều này khiến không ít khán giả có chút thất vọng vì nhiều người mong sẽ được nghe các cô gái chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ bằng tiếng Anh. Trang phục của nhóm trên The Late Show with Stephen Colbert nhận về vô vàn tranh cãi, pin chụp ảnh cùng chủ sĩ Stephen Colbert. Vào ngày 12 tháng 2, nhóm sẽ còn một màn trình diễn khác trên Good Morning America. Nguồn tham khảo YouTube, Twitter.